1. Thank you.
Vamos. 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 Đưa chú đi chợ lãm đi chạy. Không 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 phải đến chỗ lãm đâu. Chú lâu rồi chú nhiều thứ lắm, chú nhớ mà không phải là chú nhiều lắm. Vâng. 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 Vâng.
Vâng. Vâng. Thế mới cười tôi nhà nghỉ mà. Thế mới cứ ở trên nhà nghỉ ạ. Thẳng nhẹ đằng trên nhũa vàng tí. Thẳng đường 47 nhẹ lỗ đi, coi đi lên nhũa vàng đó. Đi 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 gần gần đến nhà chú nó khoảng coi vậy không đến cây là có cái đàn rẽ tay phải đó, cái đường ngã ba tua tua đó. À, ngược lên đó là ô vang. Vâng. Bán lỗ, bán lỗ mà.
Vâng. Nước mô cái quần quần lấy ra đường thông á, quần tít á. Vâng. Quần nhung rồi đến quần tít rốt. Quần nhung là đại gái, cái thằng đó gái. Cái thằng đó gái. Hắn mặn quán cà ra ok, mặn cứ nữ mặn cứ đi với gái chút rồi. Ờ, mà cái thời gian. Cái thằng thôi thì châu đi rỉ rồi mà hắn được hai đứa, đứa năm nhớ cấp sáu rồi, thằng đầu có cấp sáu rồi mà cái bố cô thằng đầu nữa với bố cái mình cái con nữa với mẹ ăn thôi, nhưng mà con nó làm bên bê tông tươi, công ty bê tông tươi nó chạy ở mồ ở ngoài nó thay đổi. Chả biết cũng ở mô ngoài gì nữa, hay rồi thành phố hay ở mô mà thấy đổ bê tông cho con thương. Vâng, vợ con thương mình nhà. Con lấy công an qua yên lại nghe nói là hắn bị thần kinh, người ta đi muốn trại thần kinh rồi, có thật không? Con nữa. Con ru thứ hai. Con của chú nó lấy chồng công an, nó lấy ở rừng thông. Cái quần dù của quần lấy thằng Thành nhỉ, quần lấy thằng cái quần dù cũng lấy thằng, nó cũng có thằng chú của công an. Mà quần gái thì không, cái quần đó thì chắc không nọ mô. Nhận cái thằng nó cũng công an, quân nó đi mặn cái toán này cái chi cho công ty mồ, không phải quân nó, không phải cái công an. Vâng, không, hai đứa nó không nghe nói răng cả. Có cái quần lấy cái thằng Thành là quần ru chú đấy, mà con trai chú nó là hắn nọ nhiều lắm, mà biểu là người thì biểu là bữa trước anh bài hỏi chú, nói chú nó biểu là có 16 tỷ thôi, nhưng mà nghe nói 16 tỷ và mà người thì biểu 40 tỷ, người thì biểu 50 tỷ. Và thì có một cái nhà của chú chùa nè, chú chùa cái nhà ba tầng đó thì lại cũng bán rồi, bán 2 tỷ mới rồi nè. Rồi lại biểu của bố đĩa ra cái quân 7 tỷ, cái chú quạt nhà ra nó 6 tỷ. Rồi hắn đi vay ngoài nữa, cho nên bữa trời bị thần kinh. Ăn qua cái nghiền nuối. Cái chạy này chạy đi mua tắc rối, rồi chạy đi ở trên nó, rồi chạy đi bít. Chạy đúng à. Lâu nay đi mua vàng, không thấy hắn bán vàng nữa, gọi hắn đúng à. Người hắn bị thần kinh, người ta đến trạm rồi, trại rồi. Cái chạy đi mua tắc rối, nhưng mà ở gần nữa. Vâng. Thằng Đào, thằng Mạnh, rồi đến thằng Thành, rồi đến thằng Thực, rồi đến con Nhung, rồi đến con Trí. Năm đứa. Thằng Mạnh chỉ có phá rồi. Không, cái quần quần ấy lại thằng công an, thằng thứ hai, thằng Mạnh ra đầu. Thằng Mạnh thì cái quần với vợ cũng ly thần thật lòng, chờ lại đi mới lấy mà lại mới quay lại. Bữa tôi lên thì nghe tiếng nữa là quay lại rồi,
chờ quần quần của quần nó đậu trước à, thì anh cũng ở bên luật sư ở bên tòa án đó, rồi chờ lại viện nhà đậu trước rồi cũng viện nhà bán hàng cái rồi chờ xin vô thu ngân cho máy điện máy xanh điện ngõ nữa đó. Thành thực thì làm chờ hắn làm công ty cọc đi đóng cọc nhà đó, vợ cũng không bán kia nữa, chờ nhà đi ở công ty với chồng hai đứa mới được chưa được 2 tuổi, hai thằng mập. Vâng, chỉ có quần có mỗi cái đôi mới là mình ăn được thôi. Vâng. Cái quần thứ hai, quần rù thứ hai nọ nha, mà nhà chú cũng muốn nhọn nhiều lắm. Vâng. Thì cháu biết nợ chị nữa, nợ không biết nợ cái chi mà trời nợ rứa nó. Ủa trời, chạy đi nơi vừa lớn nợ thì chứ cứ đi mần nhà 1 tỷ lộn lại mà thí dụ mua mần 1 tỷ lộn lại nó không có chờ nó nợ nó chú 5-7 tỷ. Vâng. Đấy cái. Nhà đó trước là cà phê. Cái nhà hai tầng, một đứa bữa trước là phòng karaoke. Nó 6 phòng đó nè. Trời, thì cứ mỗi đôi mỗi phòng. Vâng, chắc. Vâng. Chứ cậu 7 năm nhìn ghê. Đúng rồi. Vâng.
rồi đó. Mô mô trần của mấy cái mắt cá đấy chị. Vâng. 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 Trời, trời, trời chú không nhớ mô. Trời lâu lắm chú không nhớ mô. Không. Thím nó nhớ chứ chú nó không nhớ mô. Chú lắm việc lắm. Chú nó lắm việc lắm mà chờ đau đầu lắm rồi đấy chạy. Chờ chú nó không. Thêm nó minh mẫn. Minh mẫn thêm nhớ đấy chứ chờ chú nó nghe lấy. Rồi. Không, cái mà không biết có trả hay không thì là không không thấy em nghe nói cái nữa, nhưng mà nghe cái nữa, cái bữa là cả em với thím nó đi giặt chăn, chú nó đứng chú nó phun nước cho hai chị em dẫm cái chăn là thím nó nuối, mà chú nó cũng ở đứa, vâng, thím nó nuối, mà chú nó cùng ở đứa, vâng, mà chú nó cùng ở đứa, không, thế là thím là còn nói là rất là không có 1,2 triệu của em thế thì nhà chạy nó cái tin nó thì mình đang mà chưa mua được nhà, em không biết đâu nuôi đang, em không biết nuôi, không biết nuôi đang cả, em không biết đâu nuôi đang cả, không đắm nuôi nuôi không đắm nuôi nào đang cả, có biết đang mà nuôi chỉ nghe chứ không. Vâng. Vâng.
Mà mạnh chi vâng, thím nói thím cứ có cái gì thím cứ nói mà thím cứ nói xả xả thôi, nói rứa trả rứa là được rồi, không phải lăng tăng nữa. Đi chào đi tiền đi tiền viện không, lúc mô mà cưới thằng cu đó, thằng cu đã cưới mô quá năm mô không về chứ, có cái năm vừa qua đi Tết chị không về, là về cái năm ngoái chị nó về cái là về đến nhà, hôm nay với đến mai lại phải quân nó phải viện viêm gấp đi viện nhà, ta chết quá cũng chịu được, lại bị thở lại bị bà phát bệnh lên tự xin chết tôi về rồi quân nó lại phải điểm viện viêm gấp lên cho nên năm đi chị không nắm viện, năm ấm mà chị lại không nắm viện. Vâng vâng mười bảy tháng năm âm đó. Vâng năm mô chị nó cũng về cả mấy năm đi rồi, năm mô chị cũng về mà cái đoạn nó ấm, tháng năm ấm, năm ngoái chị rồi tiền chạy tiền chạy còn ở nhà chị sửa nhà nữa, sửa nhà sửa nước lại và lắp nhà các thứ. Vâng thế mới chờ không quậy mơ chờ nha, chờ được đồng mơ là tốt, đồng lấy thì chạy về rất khó khăn lắm, trời chứ nhà nghỉ thì ai có nghỉ thì đến khi đến ra thì người ta ra người ta trả phiếu thì không thu tiền khoản thì được mấy trang trải tiền điện tiền ăn chạy được mấy không có đâu. Vâng, đúng rồi, trả thì cái thứ là nhẹ nhẫn vẫn hết người đi thôi. Mà thấy, mà ra trời thấy cái tội trời nó mỗi đứa, mỗi người, quần gái, đứa quần trai, đứa quần rủ, đứa chở chỗ, đứa thêm đứa lên cũng tội. Vâng vâng đúng rồi vâng nhưng mà khi chữa thì sung sướng rồi cuối đời vậy chứ cũng quá chứ cũng tội cũng...
Nói đến hai cái quần nó mút nó rít cái mặt ra. Hai con rầy của nó. Đây là cái quần kỷ niệm. Nhà anh e. Cái quần rộng mặt to, mùi to ấy chị. Đúng á, cái quần có biết ai. Cái quần cũng là cái dạng quần đẩy này. Cái này anh mẹ mua nhà bà nhỏ. Quần nhà anh e đó. À, cậu đúng rồi. Đúng quần nhà anh e rồi đó. Ôi, bố rưa mẹ rưa quần cũng. Quần rưa được mồ mà. Vâng.
Chị là 199.000 đồng. Thank you.
Hả? Tôi vừa đi phá biển đầy, nhọc hết cả người. Tôi phá buổi trưa. Tôi phá buổi trưa, tầng trưa tôi nghỉ, người tôi đi mua tôi phá luôn mới biển đầy này. Tôi biển với thấy anh Huy đi.
Thank you.
Có tủ rồi mà trả ván. Bắn cái việc sắt để chứa chiều này nữa. Chiều à. Và cái tủ mà tủ đường để ông nhà về muối năm ba bữa rồi mang hết sạch ra thấy muối chảy. Right.